cay để tam trồng thoại khổ tiếng thay hành vận xa vô làm dày son người. Phải đạo Chúa tôi quân thần, phải đạo Chúa tôi trên thuận mi lòng rời, dưới đẹp lòng dân hỗn đồng ngờ ba phủ nghiêm quân. Sầu thoại thanh tân đi hay là tóc mây sẽ mang mượt mà lưng ông mắt phượng ra ngàn điểm trang
làm lễ dâng nhang vì đồng làm lễ dâng nhang dâng lên cho tới tòa vàng trong cùng dâng nhang trước cửa công đồng khai quang dòng nhan thập từ diệu khai quang chiếu từ trường an tích hằng cung giảng kim phổ hoàng thân toàn thanh chúa thiên trừng vương ta lắng tân giả ân từ bi mẫn chúng sinh cùng an tìm đình lễ khai quang thập từ diệu khai quang chiếu thiên trừng tóc mây rẽ mái mượt mà môi son mà phấn môi son mà phấn da gà phao muôn dân muôn dân thiên hạ phải cúi đầu muôn dân thiên hạ cúi đầu quyền châu cai quản độ hầu na tiên mà dòng chơi cửa phố cửa đền dòng chơi cửa phủ cửa đền vâng lệnh mẫu truyền giang phúc trừ tai ơn đi trên trời đã tiếp lộc chiêu tài ơn trên tiếp lộc chiêu tài độ cho già trẻ gái trai yên lành khi vui giá ngự điện đình đình đang thơ phú tình tình hòa ca thơ 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 phú phú ngân lý ngài bảy cung bái nhịp mười thơ ngân văn con dâng đã mấy chỗ rồi lạy bà bảo hộ cho đồng con an lành bát nước trong hồi trần châu tây diện khuôn khăn điều con vẹn niêm má phong tòng không sai cho ba đệ tứ tùy tòng chư dùng công chúa ứng đồng cứu dân thành giáo